chào tất cả mọi người. Hiện giờ thì Trâm đang ở bối cảnh chính của phim Vương Miện Xương Rồng. Đây là bộ phim đầu tiên Trâm làm. Thì rất là may khi được đồng hành với lại ekip. Và ekip này cũng là một trong những ekip mà đã làm với Trâm rất là nhiều rồi. Đó, cho nên là mọi người cũng rất là nhiệt tình. Và phải nói là trải qua 2 ngày, ngày nào cũng quay tới 11, 12 giờ khuya hết. Hôm nay thì không biết tới mấy giờ luôn. Còn đây là bối cảnh chính nè mọi người. Đó, đây là nhà Trâm với lại nhà của ông Đồ. Đó, giờ này ekip còn đang phải set up nữa. Thì anh em ekip là mỗi người chỉ có thời gian là khoảng 15 phút để đi ăn thôi. Ăn xong rồi lên phải quay kịch liệt luôn. Tại vì bắt buộc là phải quay sớm chứ không là 12 giờ là người ta đã không cho mình quay nữa rồi. Đó, cho nên là ngày hôm nay là quay mà mọi người cũng thấy rồi. Mặt mày của Trâm đang thấy rất là ghê là tại vì phải khóc 3 cảnh liên tục. Khóc 3 cảnh liên tục mà cho nên là rất là bơ phờ, mệt lắm. 2 ngày trôi qua rồi, giờ chúng ta còn 4 ngày nữa thôi. Hy vọng là sau này phim lên sóng thì mọi người sẽ ủng hộ. Và mọi người nhớ coi phim trên kênh Hồ Bích Trâm Official nha. Cảm ơn mọi người. Phim của Trâm tựa đề là Vương Miện Hoa Xương Rồng. Mình sẽ sáng tác ra một bài hát. Cái gì quên rồi. Và em là cô gái xương rồng mọc đầy gai khắp thân. Hết rồi đó, tựa đề bài hát chủ đề đó. Thôi khỏi luôn, không thấy chân. Quay trên hành lang. Make up luôn hả? Make up lại đẹp quá hả? À, bây giờ xong cái này là lên là tập 1 nữa, là xóa tiếp. Thực tế mọi người ơi, quá thân là cũng mất mấy giai đoạn cho nên là mình phải... Đó, đẹp chưa nè. Đúng không? Ừ. Mọi người, đây là tiếng của mình trong phim. Thanh Nam xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Lần này là lần thứ 2 Thanh Nam quay phim chung với Hồ Bích Trâm. Dạ. Một cái phim hết sức cảm động, quay hai tía con. Thấy cũng vui, vừa nghỉ dịch vừa xong cái làm phim. Anh em tụ họp lại lần này thấy cũng vui. Kính mời quý vị khán giả đón xem trên kênh YouTube của Hồ Bích Trâm nha. Trong phim này á, là Trâm phải nói thiệt là nhờ tía rất là nhiều luôn. Tại vì tía là cái người mà truyền cảm xúc cho mình rất là nhiều luôn. Cứ nhìn tía là muốn khóc rồi, không hiểu sao nữa. Tại vì thấy tía thương lắm. Không biết mọi người có thấy vậy không? Chứ trời, Trâm thương tía lắm, con thương tía nhất nhà. Con thương tía nhất. Phim này mới quay mà thấy hay á, quý vị nhớ khán giả đón xem ha. Dạ, con cảm ơn tía, mọi người nhớ đón xem nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người. Rồi, xin chào tất cả các bạn ha. Hiện tại thì Thành đang ở đoàn Vương Miện Xương Rồng, một bộ phim của Hồ Bích Trâm và Thành kết hợp. Bên cạnh đó còn có rất nhiều những nhân vật khác trong cái bộ phim này. Thì một dự án này nói chung là cũng rất là may mắn là được Trâm tin tưởng và mời Thành. Vui hơn nữa là nói chung là có nhiều cái vui trong này lắm. Không biết có tiện chia sẻ không đây nè. Cái vui thứ nhất á là tôi gặp lại rất nhiều bạn cũ. Mấy bạn coi đi, các bạn sẽ biết có một số nhân vật rất là cũ, rất là dễ thương. Rồi ha, cái thứ hai là quen thêm một số bạn mới. Bên cạnh đó bộ phim nó cũng có ý nghĩa. Thì lúc đầu nãy tôi nói rồi đó, thiệt tình nó có nhiều cái cũ cái mới nó hay lắm. Không biết có tiện tiết lộ không mà bây giờ bạn hỏi vậy luôn thì thật sự là bạn hỏi là tình cũ, nhưng cũng đính chính với mọi người nha. Tình cũ trong bộ phim Làm Rễ Mùa Xuân, còn Hồ Bích Trâm là tình mới trong bộ phim Vương Miện Xương Rồng. Hiện tại bây giờ Lê Minh Thành đang bị kẹt giữa hai mối tình. Và trong cái bộ phim này nó là nói chung là bị kẹt ở giữa hai người luôn. Thì không biết nói sao, nó lạ lắm. Nó nhiều cảm xúc kỳ lắm. Nó nói chung không biết nói sao. Nói chung là coi phim đi rồi biết.
nói chung là vậy. À, cảm nhận này mới hay nè, thật sự nha. Tôi thấy Tường Vi và Hồ Bích Trâm nói chung là nó có cái thứ nhất nó giống nhau là cái gì? Hai cô gái này đều rất là cá tính. À, rất là mạnh mẽ nè, rất là kiên cường ha. Cả hai cô gái đều như vậy. Bên cạnh đó thì tôi thấy chắc Tường Vi dịu dàng hơn Bích Trâm. À, theo tôi nghĩ là như vậy. Thì đôi lúc thấy Tường Vi cũng có nhiều cái nét rất là dịu dàng đáng yêu. Mạnh mẽ cũng có và đáng yêu, còn Hồ Bích Trâm thì tôi chưa có thấy dịu dàng đáng yêu. Từ hồi lúc lên đòn tới giờ ăn hiếp tôi không à. Chưa từng hề thấy một cái nét đáng yêu của Hồ Bích Trâm nha. Nó là như vậy, đó là cái sự nhận xét giữa hai nhân vật nha. Rồi thì nói chung là nỗ lực của tất cả mọi người ở trên đoàn này đang tạo ra một bộ phim cực kỳ hay, cho nên mong rằng tất cả mọi người sẽ đón xem bộ phim Vương Miện Xương. Tôi nói lộn. Vương Miện Xương Rồng trên kênh Hồ Bích Trâm Official. Xin chào các bạn, mình là đạo diễn Nguyễn Thành Nam. Thì mình cũng muốn chia sẻ về cái dự án mà khi mà mình nhận lời làm cái phim Vương Miện Xương Rồng với lại nữ diễn viên xinh đẹp Hồ Bích Trâm. Để nói về cái thích trong cái kịch bản này, nó là một cái kịch bản mà nó có một cái số phận của nhân vật, nó cũng gần giống như cái số phận của nữ diễn viên Hồ Bích Trâm. Một cái số phận nó đầy những cái chông gai, đầy những cái đau khổ, nó giống như là một cái hoa xương rồng mà các bạn biết rồi đó. Dù ở một cái thời tiết khắc nghiệt, ở ngoài sa mạc, ở ngoài nắng gió, nhưng loài hoa xương rồng là một loài hoa là có thể bất chấp mọi thời tiết để có một cái sự sống cực kỳ là khỏe mạnh. Thật ra thì Nam với Hồ Bích Trâm biết nhau cách đây cũng khoảng là mười mấy năm rồi. Hai anh em biết nhau từ khi mà Trâm còn là sinh viên trường sân khấu. Thì Nam cũng xuất phát từ trường cao đẳng sân khấu điện ảnh ngày xưa, và bây giờ là trường đại học sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh của mình. Thì nói chung là anh em đã từng cộng tác với nhau ngày xưa, vì Nam cũng đi làm phim nhiều á, thì Trâm cũng có đóng phim cho Nam rồi. Cho nên là khi mà có cái dự án này thì phải thật sự là cảm ơn Trâm. Cảm ơn Trâm đã nhớ tới anh và đã mời cái dự án này. Tình cảm anh em thì đồng nghiệp với nhau bao nhiêu năm nay thì rất là kháng khích. Cho nên là khi mà nhận cái dự án này là hai anh em cùng nói với nhau là quyết tâm anh phải giúp em cái dự án này làm cho nó thật tốt. Đó là vậy đó. Và cũng nhân đây thì cũng xin khán giả hãy ủng hộ cái bộ phim Vương Miện Xương Rồng này, để cho anh em trong lĩnh vực làm phim này có động lực để anh em tiếp tục làm những cái dự án tốt hơn. Xin cảm ơn.